Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 dương lịch năm 2008. Chúng ta đang ở tại thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng, trong mùa an cư kết hạ. Chúng ta đã học về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, và chúng ta đang học về niệm thân. Và khi chúng ta học về niệm thân, chúng ta thấy cái thân của chúng ta nó có liên hệ tới những cái không phải là thân, như là thọ, như là tâm, như là pháp. Nếu mà mình niệm thân một cách sâu sắc thì mình có thể tiếp xúc được với thọ, với tâm và với pháp. Và mình thấy rất rõ là trong đạo Bụt, cái nào nó cũng có liên hệ tới tất cả những cái khác. Thân nó có liên hệ tới thọ, tới tâm và tới pháp. Và thân nó chứa đựng thọ, chứa đựng tâm và chứa đựng pháp. Nếu mình lấy cái thọ, cái tâm và cái pháp ra thì không còn cái thân, cho nên gọi niệm thân. Nhưng kỳ thực là niệm cả bốn cái trong cái thân. Chúng ta đã nói tới bốn cái lĩnh vực quán niệm, bốn cái đối tượng quán niệm là thân, thọ, tâm và pháp. Nhưng mà ngày Chủ nhật vừa qua, khi mà chúng ta nói tới niệm thân và cái bài tập thứ ba, bài tập thứ tư của Kinh An Bang Thủ Ý, thì chúng ta thấy rằng cái thân nó có dính tới cái thọ. Bài tập thứ ba là thở vào, tôi có ý thức về toàn thân tôi. Mình trở về, mình đem tâm trở về với thân và mình nhận diện sự có mặt của thân. Thì khi mình nhận diện có sự có mặt của thân thì mình thấy trong thân nó có những cái căng thẳng, nó có những cái đau nhức, nó có những cái dồn nén, nó có những cái bức xúc, nghĩa là nó có những cảm thọ. Vì vậy cho nên thọ nó nằm ở trong thân, thọ nó dính tới thân, niệm thân đồng thời cũng là niệm thọ. Thọ, tiếng Bắc gọi là thủ. Nó là những cảm giác, các bạn biết vậy không? Nó có những cảm giác, mà khi mà những cảm giác đó nó có cường độ lớn thì mình gọi là những cái cảm xúc. Những cảm giác mà cường độ không có lớn thì nó không có làm mình khổ nhiều. Nhưng mà những cái cảm thọ, những cái cảm giác mà có cái cường độ lớn, nó có thể làm lung lay cả cái thân và cái tâm của mình. Bởi vì cho nên cái thọ nó có cảm giác, tức là feeling, sensation và có những cái cảm xúc, emotion. Và khi mà những cảm xúc đó nó quá mạnh đó, thì nó gây xáo trộn ở trong thân, ở trong tâm. Và nếu mình không có xử lý được, không có chăm sóc được, thì mình có thể tạo ra những cái đổ vỡ rất là lớn. Và mình có thể đi tự tử, hoặc là mình đi giết người. Vì vậy cho nên cái thọ đó, cái cảm giác, cái cảm xúc đó, nó liên hệ tới những cái tâm hành khác. Những cái tâm hành khác, những cái tâm hành như là sợ, giận, lo, buồn, tuyệt vọng. Đều thuộc về phạm vi của tâm hết. Và đó là những cái tâm hành tiêu cực. Ngoài ra cũng có, mình cũng có những cái tâm hành tích cực như là tình thương, từ bi, hỷ xả, niềm vui, sự tha thứ. Tất cả những cái đó là những cái tâm hành tốt. Và khi mình đi qua cái lĩnh vực cảm xúc rồi á, thì sợ cũng là một cảm xúc, giận cũng là cảm xúc, lo cũng là cảm xúc, buồn cũng là cảm xúc, tuyệt vọng cũng là cảm xúc. Và vì vậy cho nên thân nó liên hệ tới thọ, liên hệ tới tâm. Không có thể lấy thân tách rời ra khỏi thọ và tâm được. Và bây giờ nói tới cái pháp. Pháp là đối tượng của nhận thức. Ngày hôm Chủ nhật chúng ta đã học rằng lo là lo cái gì, sợ là sợ cái gì, buồn là buồn ai, giận là giận ai. Thì cái mà mình lo đó, cái mình giận, cái mình buồn, đó là cái pháp, tức là đối tượng của tâm. Cũng giống như ăn, tức là phải ăn cái gì, ăn bắp hay là ăn khoai, trong thế nào ăn không được. Thì giận, buồn, lo cũng vậy. Thì đối tượng của các tâm hành là pháp. Mà đối tượng các tâm hành là pháp. Pháp đây tức là object of mind. Cái tâm mình là tâm sợ hãi, thì sợ hãi phải là sợ hãi cái gì, và cái gì mà cái mình sợ đó nó thuộc về phạm vi của pháp. Mình giận là mình giận cái gì, thì cái đối tượng của cái giận nó thuộc về phạm vi của pháp. Mình nhìn thì nhìn cái gì, nhìn cái thông hay là nhìn đám mây, thì cái thông đám mây là đối tượng của tâm, đó là pháp. Vì vậy cho nên pháp tức là đối tượng của tâm, là object of mind. Và đây là trần. Trần tức là đối tượng của tâm, mà khi mình gọi là pháp trần. Trần tức là đối tượng của tâm. Thì có một thầy đó, thầy dạy chú Tiểu. Chú Tiểu mới có 7 tuổi. Thì chú Tiểu học một cái bài thi kệ ở trong sách Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Có cái câu là văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Đó là trong cái bài kệ nghe chuông của các chú Tiểu, phải học thuộc lòng. Mà chú Tiểu của mình mới có 7 tuổi. Mà cái bài đó nó có cái câu này, nó có quá khó hiểu. Nguyện thứ trung thanh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thánh tình chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Thì 4 câu đó, cái câu thứ 3 này là khó nhất. Nguyện thứ trung thanh siêu pháp giới, nghĩa là mong rằng tiếng chuông mà tôi thỉnh đây nó vượt được cả vũ trụ pháp giới. Thiết vi u ám tất giai văn, những cái chỗ địa ngục tối tăm như là núi Thiết Vi, tất cả các loài cũng nghe được tiếng chuông của tôi thỉnh. Thì cái đó tương đối là chú Tiểu có thể dễ hiểu được. Cũng khó nhưng mà có thể hiểu được một phần nào. Nguyện mong rằng tiếng chuông của tôi thỉnh đây nó vượt được pháp giới, và những nơi tối tăm như núi Thiết Vi, các loài đang đau khổ cũng nghe được tiếng chuông này. Và câu thứ 3 là văn trần thanh tịnh chứng viên thông, thì nó quá khó đối với chú Tiểu. Chữ văn á, nó có nghĩa là chủ thể nhận thức, và trần á, tức là đối tượng nhận thức. Nghe tức là phải nghe cái gì, thì trần đó tức là cái âm thanh của tiếng chuông, đó là trần, đó là thanh trần. Văn tức là nghe. Nghe thì phải có chủ thể nghe và đối tượng nghe, gọi là năng văn. Cái chủ thể tôi nghe. Văn tức là hear, tiếng Anh gọi là hear. 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 Lột lại. Hear. Và năng văn đó, tức là người nghe, gọi là hearer. Là chú thấy nghe thì phải có đối tượng nghe. Đối tượng nghe tức là sở văn. Và cái phần chú thế nghe nó phải đi đôi với là cái đối tượng nghe. What is heard. Cái này là năng văn này, cái này là sở văn. Vậy thì bất cứ một cái tâm nào á, nó cũng có hai phần, là phần năng và phần sở. Năng sở và sở sở. Thế là chủ thể sở và đối tượng sở. Chủ thể giận và đối tượng giận. Chủ thể lo và đối tượng lo. Chủ thể buồn và đối tượng buồn. Chủ thể tuyệt vọng và đối tượng tuyệt vọng. Mình tuyệt vọng là mình tuyệt vọng về cái gì? Vậy thì chữ văn ở đây á, nó có nghĩa là năng văn, là chủ thể. Và chữ trần đây có nghĩa là sở văn, tức là pháp trần. Thì chú tiểu 7 tuổi làm sao hiểu được năng sở dễ dàng như vậy. Và đây là cái triết lý, đây là cái sự thực tập của Đức Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm là chuyên môn về cái nghệ thuật lắng nghe. Và khi Đức Quan Thế Âm lắng nghe thì Ngài nghe sâu cho đến nỗi rằng là Ngài vượt thoát cái ranh giới giữa người nghe và cái được nghe. Tức là Ngài vượt thoát cái năng và cái sở, vượt thoát chủ thể và đối tượng. Vì vậy cho nên Ngài chứng quả, gọi là quả viên thông. Quả viên thông. Đây là người nào mà đọc kinh Lăng Nghiêm á, trong cái chương gọi là Đại Thế Chí Niệm Phật chương thì có cái đoạn này. Khi mà Đức Quan Thế Âm lắng nghe thì Ngài lắng nghe mà Ngài vượt thoát, sự phân biệt giữa người nghe và cái âm thanh được nghe, tức là vượt thoát chủ thể và đối tượng. Và nhờ đó cho nên Ngài chứng được cái quả gọi là viên thông. Thành ra cái câu kệ này nó có nguồn gốc ở trong kinh Lăng Nghiêm và cái chương Đại Thế Chí Niệm Phật chương. À không phải, cái chương viên thông của Đức Quán Âm. Nói về chương viên thông thì cũng như là khi mà mình có thể khi mình ngắm một bông hoa, cái trường này đôi khi nó cũng xảy ra cho mình ngắm một bông hoa hay là mình ngắm một cái cảnh mặt trời mọc. Nó tuyệt diệu cho đến nỗi cái giờ đó mình quên mình là người đang ngắm, và cái cảnh mặt trời lặn huy hoàng kia là cái đối tượng của mình ngắm. Và trong khi mình ngắm như vậy tự nhiên mình trở thành ra cái cảnh mặt trời huy hoàng, và không có phân biệt giữa người ngắm và cái vật bị ngắm nữa. Từ đó là siêu việt, không có người nhìn mà không có cái vật bị nhìn nữa, gọi là siêu năng sở, tức là vượt quá năng sở. Thì cái câu thứ ba này á, là văn trần thanh tịnh chiến văn chứng viên thông, tức là vượt thoát được cả chủ thể và đối tượng. Chủ thể và đối tượng hai cái trở thành thanh tịnh, là không có phân biệt, không có kỳ thị. Đây là người nghe và đây là cái âm thanh được nghe. Thanh tịnh ở đây tức là nó không còn sự phân biệt giữa năng và sở, chủ thể và đối tượng, subject and object. Và chứng được cái quả viên thông. Thì ông thầy đó, ông thấy khó quá. Đối với chú tiểu 7 tuổi và đang học kinh chữ Nho, cho nên ông dịch như thế này, ông giảng như thế này. Nghe rồi, nghe tiếng chuông này thì lòng trần nó thanh tịnh. Lòng trần tức là lòng lo buồn giận hờn tham đắm, nó thanh tịnh, nó chứng được quả viên thông. Rồi chú Thiệu có thể hiểu được một phần nào, tức là khi mà nghe tiếng chuông thì những cái lòng trần như là buồn, lo, giận, tức nó nhẹ bước xuống, thì mình chứng quả viên thông này chú Thiệu cũng có thể hiểu được sơ sơ chút đỉnh. Nhưng mà đó không phải là cái ý của cái câu kinh, của câu kệ. Ý của câu kệ là nhận thức luận, là khi mình có cái trình độ tu chứng cao đó, thì mình vượt thoát khỏi cái hàng rào để chia chủ thể và đối tượng, năng và sở. Và dạy như vậy đó, học như vậy đó, nhưng mà chú Tiểu cuối cùng cũng thành hòa thượng, cũng giỏi như thường. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, dịch là nghe rồi lòng trần trong sạch, chứng được quả viên thông, và nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, tất cả các loài chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là cái câu kệ, một trong những câu kệ đầu tiên mà chú Tiểu vào chùa phải học thuộc. Vì vậy cho nên khi mà mình quán thân, mình tiếp xúc với thân sâu sắc, mình tiếp xúc đồng thời với những cảm giác, cảm xúc, và mình tiếp xúc được với những cái tâm hành cùng với đối tượng của những tâm hành đó là những pháp trần. Vậy cho nên trong cái thân mình thấy có đủ thọ, tâm và công pháp. Gọi là chia ra là 3-4 lĩnh vực quán niệm, nhưng mà kỳ thực một lĩnh vực nó chứa 3 lĩnh vực kia. Thì khi mình đi sang lĩnh vực thọ thì mình cũng thấy thọ nó chứa thân, chứa tâm và chứa pháp. Và khi mình đi qua lĩnh vực pháp thì mình cũng thấy pháp chứa đựng tâm, thọ và thân. Cái đó là tương tức. Một cái tức là tất cả các cái, một cái chứa đựng tất cả các cái đều có thể thấy được trong một cái, gọi là một tất cả. Một là tất cả là một. Cho nên chia ra làm 4 lĩnh vực là chia tạm thôi, chia tạm thôi. Tất cả mọi sự phân tích đều là tạm thời hết. Thì trong đạo Phật có nhiều cái loại phân tích. Đơn sơ nhất là danh sắc. Danh sắc tức là namarupa, là chia là thành 2 thôi, tức là thân và tâm thôi. Thân này, tâm, chia làm 2. Có khi chia ra làm 5. Chia làm 5 là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mình chia ra làm 5, không hẳn là đúng hơn chia ra làm 2, nhưng mà chia như vậy là để cho tiện lợi cái chuyện tu học, chứ không phải là để tìm sự thật. Chia ra để cho dễ tu học. Thì trong kinh Tứ Niệm xứ, thay vì chia làm 2, chia làm 5 thì chia làm 4. Làm 4 cũng được, làm 5 cũng được, làm 2 cũng được. Và chia làm 4 thì thân, thọ, tâm, pháp. Và cái điều này quý thầy, quý sư cô, quý vị cư sĩ phải nhớ là trong đạo buộc đó, có nhiều khi có phân tích, nhưng mà phân tích đó là để cho nó dễ tu học, và có nhiều cách phân tích, không hẳn là cách này hay hơn cách kia đó, nó tùy theo trường hợp. Cũng như là có khi thì nói chỉ có 3 thọ, có khi nói có 4 thọ, có khi nói 5 thọ. 3 thọ tức là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. 4 thọ có thể là khổ thọ, xả thọ, lạc thọ, hợp thọ. Rồi nó có cái sở cũng là một thọ. Thì không phải là cái nào đúng hơn cái nào đâu. Có nhiều cách phân tích các cái khác nhau, cái nào cũng đúng hết, cái nào cũng gọi hết. Thành ra đừng có để thì giờ tranh luận phân biệt là cái nào đúng hơn cái nào. Có nhiều cái loại phân tích. Thì hiện bây giờ đây chúng ta có học 12 nhân duyên, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 12 cái. Nhưng mà ngày xưa Đức Thế Tôn lúc mới dạy, Ngài dạy có 9 cái. Rồi sau đó Ngài thêm cái nữa là thành 10. Rồi sau đó Ngài thêm 2 cái nữa thành 12. Ta nói 9 cũng đúng, 10 cũng đúng, 12 cũng đúng. Và giả dụ bây giờ mình thêm 1-2 cái nữa cũng đúng như thường. Thành ra phân tích như vậy là để hướng dẫn, để làm phương tiện hướng dẫn người ta tu học. Thành ra tranh luận rằng cái nào đúng hơn cái nào nó vô ích. Phải nhớ cái điều đó. Đạo tông thì giờ của các vị xuất sĩ và cư sĩ. Vậy thì cái điều mà mình học sáng hôm nay á, là khi mình quán chiếu về thân thì thân mình tìm ra cái sự thật là thân nó cứ liên hệ mật thiết tới thọ, tới tâm, tới pháp. Cho nên cái mức mình thế nào lấy thân ra riêng ra khỏi thọ, tâm và pháp. Nhớ cái điều đó. Và cái điều đó cũng đúng với 3 cái sau. Và ngày Chủ nhật vừa rồi đó thì mình có học tới cái bài tập thứ 7 và thứ 8. Đem tâm trở về với thọ. Thở vào, tôi nhận diện sự có mặt của những cảm xúc trong tôi, của những cảm giác trong tôi. Và cái cảm giác đó có thể là cái sợ, cái buồn, cái lo, cái bức xúc. Nhận diện cái thọ đó. Và bài tập thứ 8 là thở vào, tôi làm cho vơi nhẹ đi những cái cảm xúc đang có mặt trong tôi. Và mình đã nói tới cái phương pháp thở bụng để mà nhận diện và để làm cho nhẹ bớt những cái cảm xúc có thể phát sinh trong mình, như là sự tuyệt vọng, sự sợ hãi. Quý vị nào mới tới chưa nghe được cái bài pháp thoại hôm Chủ nhật thì nên thính cái bài đó để nghe lại. Nó rất là quan trọng. Mình nói là có rất nhiều thanh niên tự tử là tại vì không có khả năng tiếp xử, không có khả năng quản lý, xử lý được những cái cảm xúc của mình, cho nên đi tự tử hoặc đi lấy súng bắn người ta. Và nếu mình làm trong bộ quốc gia giáo dục thì mình nên tìm cách vận động để làm sao mà sau này trong trường học các thầy giáo, các cô giáo có thể dạy được học sinh và sinh viên cái phương pháp nhận diện và xử lý được những cái cảm xúc của mình. Cái đó có thể cứu được mạng sống của họ. Nếu mà mình làm trong quốc hội, mình cũng nên vận động để có một cái đạo luật bắt phải dạy những cái đó ở trong trường học. Ở bên Pháp là mỗi năm là có khoảng 12-13 ngàn thanh niên thiếu nữ tự tử là vì không có chịu được cái cảm xúc của mình. Và biết bao nhiêu trẻ em bỏ nhà ra đi. Là tại vì không có làm chủ được những cảm xúc của mình. Biết bao nhiêu ông chồng đánh vợ, đánh con là tại vì không có làm chủ được những cái cảm xúc của mình. Niệm hơi thở mình có thể làm cho hơi thở mình lắng dịu lại. Mình có thể nương theo hơi thở để trở về với thân và làm lắng dịu thân, và sau đó mình làm lắng dịu tâm. Rồi nương vào hơi thở trở về nhận diện cái hình hài của mình và làm cho lắng dịu cái hình hài của mình. Rồi nhận diện những cái tư thế của thân thể. Khi đi thì mình ý thức là mình đang đi. Khi ngồi thì mình ý thức được cái tư thế ngồi của mình. Khi nằm mình ý thức được tư thế của nằm mình. Và khi đứng mình ý thức được cái tư thế của mình. Bốn cái tư thế của thân thể. Và cái sự thực tập này nó xảy ra suốt ngày, trong ngày. Làm niệm thân nó có nghĩa là mình ý thức được cái tư thế của mình. Nếu mình ngồi còng lưng á, thì mình biết rằng mình đang ngồi còng lưng. Nếu mình ngồi một cách hớ hênh, không có đẹp thì mình biết rằng mình đang ngồi một cách hớ hênh, không có đẹp. Nếu mình đi hấp tấp vội vàng như bị ma đuổi thì mình biết rằng mình đang đi hấp tấp vội vàng như bị ma đuổi. Mình phải nhận diện bốn cái tư thế đó. Và khi mình nhận diện đó, tự nhiên nó có sự thay đổi và mình khỏi cần phải ép buộc hay là ra lệnh gì hết đó. Mình đang ngồi với lưng của thầy hay là đang ngồi với lưng của bà ngoại thì mình biết à. Và niệm thân cũng có nghĩa là ý thức được những cái động tác của cơ thể. Khi cúi xuống biết là mình đang cúi xuống. Khi ngẩng lên, biết là mình đang ngẩng lên. Khi ôm bác, mình biết là mình đang ôm bác. Khi đắp y, mình biết là mình đang đắp y. Khi tắm gội, mình biết là mình đang tắm gội. Tức là người tu phải nhận diện bốn tư thế của thân thể, và phải nhận diện những cái động tác của cơ thể. Và các tổ giỏi lắm, các tổ đã giúp cho mình những cái bài kệ để mình ý thức được những cái tư thế và những cái động tác của mình. Cho nên các vị sa di sa di ni khi mới vô chùa được học có bước tới thảnh thơi, được học những cái bài thi kệ. Ví dụ như là mình bật đèn thì mình biết là mình đang bật đèn. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng đem tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ràng. Thì đó là một cái động tác của một ngón tay. Và khi đó thì mình có bài kệ, mình có sự thức tỉnh. Và lúc đó mình đang thực tập. Và khi mà rửa chén thì mình có bài kệ rửa chén. Khi mà tưới rau, mình có bài kệ tưới rau. Khi mà rồ máy xe, mình biết là mình đang rồ máy xe. Thì các vị sa di sa di ni là phải học thuộc bao nhiêu là bài kệ. Những cái bài kệ đó, nó hay, nó đẹp. và nó đưa mình trở về giây phút hiện tại để mình ý thức được những cái tư thế và những cái động tác của thân thể. Khi mình nói bon bon, nghe tiếng chuông, nghe tiếng tôi xin người nở nụ cười, tức là mình động tác, những cái động tác đó mình biết, đó là thực tập chánh niệm hết á. Và chỉ cần thực tập bốn cái đó thôi là cái cách của mình nó đã khác rồi, cái con người của mình nó đã khác rồi. Huống hồ là mình thực tập những cái tiếp theo. Rồi niệm thân cũng có nghĩa là ý thức nhận diện về những yếu tố tạo nên hình hài. Những yếu tố tạo nên hình hài này có thể là tứ đại, có thể là đất, là nước, là lửa, là gió. Ví dụ khi mình uống một chén trà thì mình ý thức là mình đang đưa yếu tố nước đi vào để nuôi cơ thể, và mình biết rằng yếu tố nước đã có trong cơ thể rồi, nhưng mà mình luôn luôn cần thêm yếu tố nước. Cơ thể của mình nó được làm bằng nước 70–80%. Và khi mình ngồi hay khi mình nằm, mình thấy được yếu tố nước ở trong cơ thể và yếu tố nước ở ngoài cơ thể, và có sự giao lưu giữa yếu tố nước trong cơ thể và ngoài cơ thể. Ví dụ khi mình thở ra thì trong cái hơi thở ra của mình nó cũng có nước đi ra, có hơi nước đi ra. Và khi mình uống nước vào thì là nước đi vào và đi ra trong mỗi giây phút. Và có yếu tố lửa tức là nhiệt lượng, và nếu mà không có sức nóng thì không có sự sống. Và các tế bào trong cơ thể ta, nó đang đốt và nó tạo ra nhiệt lượng. Các tế bào trong cơ thể ta nó cần nhiên liệu để nó được đốt. Và thức ăn của mình đưa vô tức là nhiên liệu để cho nuôi các tế bào, nó phải đốt. Và bất cứ một cái gì đốt thì cũng cần phải có dưỡng khí. Nếu không có dưỡng khí thì không thể nào có đốt được. Bởi vì cho nên khi mình thở vào thì mình đem dưỡng khí vào, oxy, và chính cái oxy đó nó giúp cho các tế bào nó đốt. Bởi vì vậy cho nên nó có sức nóng, không có sức nóng thì không có sự sống. Và hễ mà đốt thì tự nhiên nó tạo ra cái oxy, mà nó tạo ra cái tán khí carbon. Và vì vậy cho nên thở ra là để đưa cái tán khí đi ra ngoài. Tại vì tán khí nó có thể là độc hại, rất độc hại. Và chúng ta đưa ra những cái chất độc dư thải do cái sự đốt đó bằng nhiều đường. Chúng ta đi tiểu ra, hoặc chúng ta toát mồ hôi ra, hoặc chúng ta thở ra, đó là bài tiết. Và mình thấy rõ ràng đó là sự giao lưu giữa bên trong và bên ngoài. Khi ăn cơm, khi uống nước là khi đưa vào, và khi thở, khi đi cầu, khi đi tiểu, khi toát mồ hôi là đưa ra. Thì niệm thân là như vậy, là thấy được cái sự giao lưu của bốn yếu tố đất, nước, lửa và gió. Đất tức là chất rắn chắc, tức là vật chất, và gió tức là cái năng lượng, cái không khí, cái năng lượng. Thành ra khi nhìn vào cái thân mình đó, thì mình thấy được tất cả những yếu tố đã tạo nên cái hình hài của mình. Ở trong hình hài của mình nó có rất nhiều yếu tố. Trong này có sông, có núi, có các ngôi sao, có các dòng sông, có các tinh hà, đủ hết. Một con người nhỏ như vậy đó, mấy chục kg đó, nhưng mà tất cả vũ trụ đều gửi những cái yếu tố tới để làm ra với cái con người của mình. Rồi cái đó gọi là quán thân. Cũng như là mình quán một bông hoa, niệm bông hoa. Thì nhìn vào bông hoa này mình thấy cái gì? Mình thấy một đám mây. Hoa khác và mây khác, nhưng mà nhìn vào hoa thì thấy mây. Tại vì nếu không có mây thì làm gì có mưa, mà không có mưa thì làm gì có nước để cho hoa lên. Vì vậy cho nên trong hoa có mây, dầu mình không có thấy đám mây, trong người mình cũng có mây. Cho nên niệm thân đó, tức là thấy được mây ở trong mình. Và niệm thân cũng thấy được mặt trời ở trong mình. Mặt trời trong bông hoa là rất rõ. Nếu không có mặt trời thì không có sức nóng, không có ánh sáng, thì không có hoa nào mà có thể mọc ra được. Thành ra nhìn vào cái bông hoa mình thấy mặt trời. Mình nhìn vào bông hoa mình thấy đất và phân, đất và phân đất, phân bón. Vậy vậy cho nên mình thấy cái bông hoa nó tươi, nó mát, nó đẹp như vậy đó. Nhưng kỳ thực ra thì nó được làm những cái bằng rất nhiều yếu tố, trong đó có phân rác, có sức nóng, có ánh sáng, có mặt trời, có đám mây, có hạt giống v.v. Thì cái đó gọi là quán niệm là nhìn sâu để thấy những cái yếu tố, những cái thành phần nó đã tới với nhau để nó làm cho biểu hiện ra cái bông hoa đó hoặc là cái hình hài của mình. Ở trong Thánh Kinh có cái câu là ngươi là đất và ngươi sẽ trở lại đất với đất. Thì cái đó mới nói về một trong nhiều yếu tố thôi. Mình đâu phải chỉ đất không, mình còn là mây nữa, mình còn là sao, mình còn là mặt trời nữa. Chứ đâu phải mình chỉ là đất không thôi. Và trong Kinh Đại Thừa có cái câu là quán thân thật tưởng, quán Phật diệt nhiên. Kinh Quán Niệm Hơi Thở là một cái kinh tiểu thừa, nguyên thủy, quán thân thật tưởng. Nhìn vào cái hình hài, nhìn vào cái hình hài của mình để thấy được cái chân tướng của nó, cái bản chất chân thực của nó gọi là thật tướng. Tại vì mình chỉ thấy cái bề ngoài thôi, mình chỉ thấy cái bề ngoài của hình hài mình thôi, mình chỉ thấy cái bề ngoài của hình hài người khác thôi, mà mình không có thấy được cái bản chất, cái thật tướng của nó. Thật tướng đây là true nature. Và trong 4 pháp quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, chỉ cần quán thân thôi là để có thể chứng đạt qua vị Niết Bàn rồi. Tại vì thân nó bao gồm tất cả những cái không phải là thân, như là thọ, như là tâm, như là pháp. Và quán thân có nghĩa là nhìn sâu để thấy được tất cả những yếu tố trong không gian và trong thời gian nó đã tới với nhau để nó làm biểu hiện ra cái thân hình màu nhiệm này. Thân này từ cha mẹ, thân này từ tổ tiên, thân này từ đất nước, thân này từ văn hóa, thân này từ giáo dục, thân này từ tập quán, thân này từ trí tuệ, thân này từ từ bi. Trong thân nó có đủ hết. Và khi mà thấy được rõ ràng tất cả những cái yếu tố nó đã tới với nhau để làm phát hiện thân mình rồi, thì mình không coi thường thân mình nữa. Và mình thấy được thân Phật ngay trong thân mình. Quán thân thật tướng, quán Phật diệt nhiên. chứ không phải là quán Phật nó quan trọng hơn quán thân. Quán Phật cũng như diệt nhiên và cũng như quán cái thực tướng của thân thôi. Quán thân cũng có thể đạt tới giác ngộ như là quán Phật vậy. Và trong cái niệm xứ chúng ta thấy có 4 đoạn là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nhưng mà quán thân cho thành là nó thành hết rồi. Cũng như là quán thọ mà quán thọ cho thành cũng là thành hết rồi. Chứ không phải là xong cái này rồi mới đi sang cái kia. Không phải như vậy. Không phải là tới lớp 8, hết lớp 8 rồi mới đi vô lớp 9. Không phải như vậy. Trong lớp 8 nó có đủ hết lớp 1 cho đến lớp 10 cho đến lớp 100 ở trong đó. Nó đủ hết ở trong đó. Cho nên những cái bài giảng của Thầy ở tại tu viện Bát Nhã, mà nếu các vị mà nắm cho vững thì trong đó nó đầy đủ hết. Chỉ cần học cho nó sâu, nắm cho nó vững thì là tất cả đều có thể nằm ở trong đó được hết. Một cái nó chứa được tất cả các cái. Một cái bông hoa nó màu nhiệm vô cùng. Chỉ cần nhìn vào trong bông hoa thì thấy được vũ trụ. Tất cả những cái thông tin về vũ trụ, về thời gian, về không gian nó nằm ở trong bông hoa nó hết. Và bông hoa có thể là đối tượng quan niệm của mình. Nó là Pháp. Nó là một Pháp. Nó là Pháp tràng. Nhìn vào bông hoa với cái phương pháp của Bụt dạy là thấy được cái thật tướng của bông hoa và thấy được Phật. Và thân hình của mình cũng vậy. Thân hình mình cũng là một bông hoa, rất là quý giá, rất là màu nhiệm. Và có khi mình khinh ghét cái thân của mình, mình không có bằng lòng, mình chê bai cái thân của mình, mình thù ghét cái thân của mình. Nhưng kỳ thực là tại mình chưa thấy cái sự mầu nhiệm của thân của mình. Thân của mình là một bông hoa. Và nếu mình biết quán chiếu thì mình thấy tất cả những cái ở trong thân của mình, dầu mình cho là tích cực hay tiêu cực, nó cũng rất là mầu nhiệm. Nên như khi nhìn vào một hồ sen thì mình thấy rằng mình có khuynh hướng muốn chấp nhận sen, nhưng mà không có chấp nhận buồn. Nhưng mà mình biết rất rõ là nếu không có buồn làm sao có sen được. Thành ra sen nó màu nhiệm rồi, mà buồn nó cũng màu nhiệm vậy. Thành phải nhìn vào thân của mình như vậy. Ở trong thân của mình nó có sen và nó có buồn. Và sen rất là quý, buồn cũng rất là quý. Vì vậy cho nên khinh bỉ, chê ghét cái thân của mình là không đúng. Phải trân quý tất cả những cái gì nó thuộc về thân mình. Tại vì thân mình là đền thờ của vũ trụ, của nhân loại, của Phật, của Tam Bảo. Cái thân mình là cái chiếc thuyền vượt biển, tức là đền thờ của Tam Bảo. Vì vậy cho nên đừng có khinh khi, đừng có chê trách, đừng có ghét bỏ cái thân của mình. Nó màu nhiệm vô cùng. Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, Niết Bàn, tất cả đều có thể tìm thấy trong thân của mình hết. Mà có những người tự tử là tại vì ghê tởm cái thân của mình, mà chỉ thấy thân của mình là buồn nhơ mà không thấy ở trong đó có Phật tánh, có Niết Bàn ở trong đó. Cho nên khi mà có cái thân thì mình phải trân quý cái thân, mình phải quán chiếu cho kỹ. Đi tìm Phật ở ngoài thân là không có đâu. Đi tìm Phật ngay trong thân, đi tìm Niết Bàn cũng vậy, phải tìm ngay trong thân thể của mình. Nhưng tiền đây tôi nhắc lại cái bài thực tập Cái bài kệ thực tập mà tôi đã giảng nhiều lần rồi, và tôi thực tập tôi thấy rất là hay, có rất nhiều kết quả. Là cái bài mời Bụt thở, mời Bụt đi, mời Bụt để Phật thở, để Phật đi. Hôm trước á, mình có nói tới một cái vòng tròn, mình có vẽ cái vòng tròn mà trong đó mình nói có Phật này, ở trong này có Phật này, nó có ma này, nó có mình ở trong đó. Đó là mình chia ra ba, chia ra hai cũng được, mình chia ba cũng không sao, mình chia bốn cũng không sao, mình đã học như vậy rồi. Thế bây giờ mình tạm chia ba, trong con người của mình có Phật ở trong, có ma ở trong, và có mình ở trong. Và khi mình bật Phật ra thì mình là Phật, khi mà mình bật ma lên thì mình là ma. Nó rất là dễ. Thì khi mà mình thực tập chánh niệm theo những cái bài kệ của mình đó, thì lúc đó mình đang là Phật đó. Cho nên khi mà nói rằng là thở vào, con mời Đức Thế Tôn thở bằng phổi của con đi, thì Đức Thế Tôn xuất hiện liền, và Ngài thở bằng phổi của mình rất là nhẹ, rất là êm, thì biết rằng Phật đang có mặt. Đừng có đi tìm Phật ở đâu nữa, tìm ngay ở trong cái thân của mình. Thở ra con mời Bụt ngồi bằng sống lưng của con, và mình thấy phải Bụt sử dụng ngay sống lưng của mình và ngồi rất là thẳng. Và lúc đó đích thực là Bụt đang ngồi, đang thở. Đôi khi mình có cảm tưởng rằng là ngồi thiền mệt quá, thở hì hục mệt quá, cho nên mình làm biếng á. Nhưng mình nên biết rằng là có Phật ở trong người, và nếu mình nhờ Ngài làm thì Ngài làm rất là dễ, nên mình khỏi làm. Thì cái ví dụ là ở Làng Mai có một sư anh rất là giỏi máy tính. Thật ra có nhiều sư anh giỏi máy tính lắm, nhưng mà đây là một sư anh đặc biệt thầy chọn để làm ví dụ. Ở bên các sư cô cũng có nhiều sư cô giỏi máy tính lắm. Thì có một sư em nó đang loay hoay về vấn đề máy tính, làm hoài cả giờ mà không có sửa được. Thì thấy sư anh đi ngang qua, mừng quá. Mà anh ơi, sư anh ơi giúp em một chút. Sư anh, ok, xịt ra một chút, mình xịt ra một chút. Rồi sư anh ngồi xuống. Sư anh chưa làm gì hết, mà trong bụng mình đã yên rồi, tại vì mình biết anh mình giỏi quá đấy. Chỉ trong một vài giây lát, sư anh là chữa được cái bệnh của cái máy tính liền, rất là hay. Thì ở trong người mình có một sư anh, và cái gì mình làm được, mình làm biếng, mình làm được, thì mình để cho sư anh đó làm. Đó là Bụt. Trong người mình có Bụt. Nếu mình làm biếng thì mình để Bụt thở, để Bụt ngồi, để Bụt đi cho mình. Chỉ cần mời thôi, chỉ cần bật on thôi. Buddha on, mình off. Và có một năm đó đi Đại Hàn thì thầy có một cái kinh nghiệm rất là vui. Và cái bữa đó là đi thiền hành ở thủ đô Đại Hàn, và cả ngàn người tới để đi thiền hành với mình. Nhưng mấy ông Đại Hàn giàu lắm, người nào cũng có một máy quay phim hay là máy chụp hình loại tốt. Thì khi mà bắt đầu thiền hành thì họ tới đây xung quanh hết, và họ vây quanh mình, và mình đâu có đường để đi thiền hành. Người nào cũng muốn tới gần để chụp hình, để quay phim. Chán lắm. Cho nên thầy mới nói thôi kiểu này làm sao đi được, thôi con chịu thua thôi, Bụt đi thiền hành giùm con, cái con chịu thua thôi. Thì mới nói xong nó Bụt đi thiền hành liền. Bụt bắt đầu bước một bước, bước thứ hai, và tự nhiên đám đông nó rẽ ra để cho Bụt đi. Và lúc đó thầy thấy rất là rõ là có một mình đang quan sát buộc, mình thấy buộc đang đi và mình thấy được buộc đang đi, đi rất là thông dong, không có ngại ngùng, có sợ hãi gì, mà đi tới đâu thì dân chúng là rẽ ra hai bên hết. Rồi thầy mới thốt lên một câu ở trong bụng, mais c'est un Buddha qui marche. Tiếng Pháp nó có nghĩa là đó đúng là một đức Thế Tôn, đức Bụt đang đi đó. Mais c'est un Buddha qui marche, but it is a Buddha walking. Và từ đó về sau thì thầy nghĩ rằng là khi nào mình hơi làm biếng, hơi mệt thì cứ mời Bụt lên, cứ nhấn cái nút push the button cho Bụt on, mình off, mình khỏe. Cho nên khi đi thiền hành, khi đi ngồi thiền, khi lặt rau, khi nấu cơm, khi leo núi, khi nào mà mình muốn mời Bụt thì mình cứ mời. Và Bụt luôn luôn làm và rất hay, giống như sư anh vậy. Sư anh thương sư em lắm, yêu cầu cái là làm liền, làm rất là hay. Và mình bắt đầu bằng cái bài kệ là để Bụt thở, để Bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi. Và khi ngồi thì nói để Bụt thở, để Bụt ngồi. Tại sao mình phải thở, tại sao mình phải ngồi? Tại vì cái bản chất của mình nó có làm biếng ở trong đó. Nó có tinh tấn nhưng mà cũng có làm biếng. Tinh tấn cũng là mình, mà làm biếng cũng là mình. Để Bụt thở, để Bụt ngồi. Để Bụt thở, để Bụt đi, đi hay ngồi cũng được. Mình khỏi thở, mình khỏi đi. Mình khỏi thở. Mình là M nè, còn Bụt là B. Mà trong cái bài kệ này thì chỉ có hai thôi, chỉ có Bụt với mình thôi, không có ma. Để Bụt thở nè, để Bụt đi, mình khỏi thở, mình phải đi. Quý vị đọc bài kệ đó, quý vị đọc thầm trong óc đó, để Bụt thở, để Bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi. Để Bụt thở, để Bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi. Đó là mình đi chậm, còn đi mau thì mình để Bụt thở, để Bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi. Còn nếu muốn đi mau hơn thì để Bụt thở, để Bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi. Tùy theo cái lúc. Và đi với chúng thì không có nên đi quá chậm, phải đi với cái tốc độ của chúng. Thì mình thấy có mình và có Bụt, có phân biệt hai cái. Bụt on còn mình off. Và mình có cái niềm kính yêu và tin tưởng nơi Bụt. Chúng ta ai cũng có cái niềm kính yêu và tin tưởng nơi Bụt. Cho nên khi mà mình để Bụt on đó, luôn luôn Bụt làm rất lại. Ngồi rất là thẳng, thở rất là nhẹ, đi rất là thư giãn, để buộc thở, để buộc đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi, sướng quá, mình được lòng biển. Đi một hồi đi được chừng 3-4 phút thì thấy rất là khỏe. Thì mình đi sang cái bài kệ thứ hai là buộc đang thở, buộc đang đi. Mình được thở, mình được đi. Mình khỏi làm gì hết, mình được hướng cái nhẹ nhàng, cái thanh thoát của thở và đi. Buddha is breathing, Buddha is walking. I enjoy breathing, I enjoy walking. Buộc đang thở, buộc đang đi, mình được thở, mình được đi. Có sư anh là đỡ quá. Rồi sư anh này mình không cần phải bước tới gõ cửa, tại sư anh có ngay ở trong mình, luôn luôn là có mặt đó cho mình, buộc dễ thương lắm. Phật tức tâm mà. Và cái bài kệ này là cái bài kệ ngon lành nhất, đi có hạnh phúc nhất. Buộc đang thở, buộc đang đi, mình được thở, mình được đi. Từ rồi về sau hay khi nào mà đi thì để cho buộc thở đi, cho buộc đi, và mình được hưởng cái thở đó và cái đi đó. Tại cái phẩm chất của hơi thở Ngài rất là cao, và cái phẩm chất của bước chân Ngài rất là cao. Tôi lớn tuổi rồi, nhưng mà tôi thực tập với những cái pháp môn rất là đơn sơ, không có rắc rối. Và nó nuôi dưỡng, nó làm cho mình nhẹ, nó làm cho mình khỏe, nó làm cho mình vui. Không cần phải cái gì rắc rối sâu xa quá. Những cái pháp môn rất là nhẹ nhàng. Khi mà tôi nằm vọng cũng vậy. Vọng đưa, rồi mình thở theo cái nhịp vọng, để buộc thở, để buộc nghỉ ngơi, mình khỏi thở, mình khỏi nghỉ ngơi. đi vọng mà ngồi trên vọng mà đu cũng để cho buộc ngồi vọng, buộc đưa, và buộc ngồi vọng rất là vui, rất là hay. Và khi đó mình không có đánh mất mình, tại vì có buộc trong cuộc đời 24 giờ đồng hồ một ngày, chứ đâu cần phải đi Ấn Độ mới có buộc bên đó. Ấn Độ làm gì có buộc. Cũng như là tổ Lâm Tên nói đồ ngu, trên Ngũ Đài Sơn làm gì có được văn thù trong tim của anh đó. Và cái bài kệ thứ hai này nó thiệt là nuôi dưỡng, nó thiệt là bổ dưỡng, nó thiệt là hay. Và kệ thứ hai này nó vào tầm cỡ của tất cả mọi người. Người tu lâu cũng sướng, và mới tu cũng sướng. Buộc đang thở, buộc đang đi, mình được thở, mình được đi, mình hưởng. Nó còn lại cái dư âm của cái sự phân biệt giữa buộc và mình, hai cái khác nhau. Và còn chấp nhận được cái sự làm biếng của mình, rất là có tính cách con người. Cái bài thứ nhất, cái bài thứ hai rất có tính cách con người. Mình chấp nhận cái tư cách cái yếu của con người của mình một cách rất là hoan hỷ. Mình có chê trách, mình có chê trách mình. Đi tới cái bài thứ ba thì là quán chiếu sâu hơn nhiều lắm, là buộc đã buộc là thở, buộc là đi, mình là thở, mình là đi. tới đây là quán thân. Quán thân rất là sâu. Buộc là thở, buộc là đi. Mình là thở, mình là đi. Cái này phải quán chiếu mới có thể hiểu được cái câu này. Thì trong cái tư duy của mình đó, là bất cứ một cái động tác nào cũng phải có chủ thể nó mới có hành động. Như là tôi đi, anh hát, gió thổi, mưa rơi. Thì luôn luôn có cái chủ thể và có cái hành động. Một cái actor và một cái act. Thì khi mình nói gió thổi thì mình hiểu liền là gió nó đang thổi, và mình có thể tưởng tượng được gió có khi nó không thổi, và có khi nó thổi. Gió có khi nó đứng yên, nó không có thổi. Mà khi mà gió không thổi, mà gió đứng yên, thì cái đó mình gọi là gió được không? Gió có phải là không khí chuyển động? Có phải vậy không? Mà nếu không khí không chuyển động thì đâu gọi là gió được. Vì vậy cho nên gió tức là thổi đó. Ngoài thổi không có gió. Gió là thổi. Mưa cũng vậy. Khi mình nói mưa rơi là rất buồn cười. Nếu nó không có rơi thì nó đâu phải là mưa nữa. Nó là cái gì chứ không phải mưa. Và vì vậy cho nên gió là thổi, mưa là rơi. Thì cái này nó cũng đúng trong trường hợp đi, chỉ có thở. Buộc á, mình nhận ra được sự có mặt của buộc. Trong cái hành động đi đó, trong cái buộc thở thì mình thấy phẩm chất rất cao của hơi thở. Trong khi buộc đi thì mình thấy phẩm chất rất cao của bước chân. Và vì vậy cho nên mình nhận diện được sự có mặt của buộc. Buộc chính là phẩm chất. Buộc chính là hơi thở có phẩm chất cao. Buộc chính là bước chân có phẩm chất cao. Lấy cái hơi thở có bước chân có phẩm chất cao đó, lấy cái bước chân có phẩm chất cao đó thì làm gì có buộc nữa. Ví dụ như lấy cái thổi đi thì làm gì có gió, mà lấy cái rơi đi thì làm gì có mưa. Và phải quán chiếu một chút thì mới thấy được cái sự thật này. Đó là giáo lý vô ngã. Giáo lý vô ngã đó là trái tim của Phật Pháp. Và nếu sau này quý vị vượt thắng được sinh tử là nhờ quán chiếu về vô ngã. Giáo lý vô ngã là cái nhụy của cái bánh Phật giáo. Cái tuệ giác vô ngã là trái tim của giáo lý đạo Phật. Và khi mà đã chứng ngộ được cái vô ngã là không còn sợ hãi, không còn lo lắng, không còn phiền não nữa. Và bắt đầu bằng cách là nhìn vào. Ở trong kinh có nói rằng có tác, có động tác. Mà không có tác giả. tác mà không có tác giả. Mình nhận ra sự có mặt của Bụt là tại vì hơi thở nó quá tuyệt vời và bất cân, quá tuyệt vời. Và đừng có đi tìm một Đức Phật ngoài cái hơi thở đó và cái bất chân đó. Hơi thở đó nó có tự giác, nó có tự bi, nó có giải thoát. Bước chân đó nó có tự giác, nó có tự bi, nó có giải thoát. Phật chính là cái đó. Đừng có đi tìm Phật ngoài cái hơi thở đó và cái bước chân đó. Cho nên cái bài kệ này cần phải có công phu thì mới chứng đạt được. Buộc là thở, buộc là đi, mình là thở, mình là đi. Cũng như nói rằng là gió là thổi, mưa là rơi. Gió tức là thổi, mưa tức là rơi. Đâu cái gì xảy ra cho mình sau khi mình chết, tất cả những cái đó, những cái người như vậy là phải quán chiếu vào cái bài này. Và cái nẻo thoát nó nằm ở trong bài này. Cái vô sinh đó, cái quả vô sinh đó, nó từ bài này nó đi ra. Hết là đằng sau. Cái bài thứ tư chẳng qua là chỉ để cho yểm trợ cho bài thứ ba mà thôi. Chỉ có thở, chỉ có đi, không người thở, không người đi. Cái bước chân của chúng sanh nó hối hả, nó hấp tấp, nó phiền não. Còn bước chân của Đức Thế Tôn là nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó thảnh thơi, nó vững chãi. Và Đức Thế Tôn được nhận diện qua cái bước chân đó. Và sự có mặt của bước chân thanh thoát như vậy, đó chính là sự có mặt Đức Thế Tôn. Đừng có đi tìm một Đức Thế Tôn độc lập ngoài cái bước chân đó. Sự có mặt của hơi thở của Bụt rất là màu nhiệm. Tại hơi thở đó rất nhẹ, rất thao thoáng, rất thảnh thơi. Và mình phải thấy Đức Thế Tôn là hơi thở đó. Mình đừng có đi, mình đừng có nghĩ rằng hơi thở đó là một cái khác. Còn có một Thế Tôn có mặt ở ngoài hơi thở đó. Vì vậy cho nên cái bài thứ tư này nó giúp cho mình hiểu được cái bài thứ ba này. Chỉ có thở, chỉ có đi, không người thở, không nghĩ. Sau này mình sẽ thấy được rằng là chỉ có sinh, chỉ có diệt, không người sinh, không người diệt. Và sinh cũng màu nhiệm, diệt cũng màu nhiệm. Mà nhìn cho kỹ thì cái đó không hẳn đã là sinh, cái đó không hẳn đã là diệt. Ví dụ đám mây thật ra là nó vô sinh. Sinh có nghĩa là từ cái chỗ không mà nó trở thành có. Mà đám mây đâu phải từ không trở thành có đâu. Đám mây là từ hơi nước và từ sức nóng mặt trời nó hình thành. Nó không phải là từ không mà có. Thành ra đám mây là vô sinh. Còn khi đám mây chết, nó đâu có chết. Đám mây không có thể nào chết được. Đám mây chỉ có thể trở thành mưa, hay thành tuyết, hay thành sương, hay thành nước đá. Đám mây không thể nào từ có trở thành không được. Cho nên đám mây là bất diệt, vô sinh bất diệt. Thì mình cũng vậy. Thì dầu có nói sinh diệt đi nữa thì sinh diệt đó là cái giả bên ngoài thôi. Thì dầu mình có công nhận có sinh, có diệt đó, thì trong đó cũng không có người sinh, không có kẻ diệt. Chỉ có sinh, chỉ có diệt, không người sinh, không người diệt. Mà thấy được điều đó thì sinh ra thì mình cũng mỉm cười, mà chết đi mình cũng mỉm cười. Tại vì mình chứng đã đạt được cái vô ngã. Chỉ có thở, chỉ có đi, không người thở, không người đi. giáo lý nhiệm màu của Đức Thế Tôn nó được gói trong những cái bài kệ đơn sơ như vậy. Và khi mình lo, khi mình sợ thì nó có cái lo, có cái sợ, nhưng mà không có người lo, không có người sợ. Mà thấy được cái đó thì cái lo sợ bắt đầu nó tiêu. Có cái lo, có cái sợ, nhưng mà không có người lo, không có người sợ. Mà thấy được cái vô ngã đó thì tự nhiên cái lo sợ đó, cái lo cái sợ đó nó chuyển liền thành vô ưu, vô cụ, vô ý. Và cái bài thứ 5 đó, an khi thở, lạc khi đi. Đi mà để cho buộc đi thì an và lạc thế nào cũng có. Với cái phẩm chất đó của hơi thở, với cái phẩm chất đó của bước chân, thế nào cũng có an và có lạc. Và đi tìm an lạc ở chỗ nào khác? An lạc nó có ngay trong hơi thở, có ngay trong bước chân, chứ đâu phải cái kho mình chữa an lạc vào để dành đâu. An khi thở, lạc khi đi. An là thở, lạc là đi, rất là rõ ràng. Và trên cái công thức đó mình có thể áp dụng được vào những cái lo, những cái sợ, cái buồn của mình. Có thể có cái lo, có thể có cái buồn, như là những cái hiện tượng nó phát xuất từ vô minh. Không có cái người lo, không có cái người buồn, cũng như không có cái người thở, không có cái người đi. Và dầu cho có sinh, có diệt đi nữa thì cũng không có người sinh, cũng không có người diệt. Nó có, dầu cho bề ngoài dễ giống như là có sinh, rồi bề ngoài nó giống như là có diệt. Thì cái bài kệ này nó chỉ có 5 đoạn thôi, nhưng mà nó rất là mầu nhiệm. Hai cái bài đầu nó nuôi dưỡng mình, nó đem lại rất nhiều an lạc. Và ba cái bài sau nó giúp cho mình quán chiếu và một đời người tu chỉ cần một bài kệ như vậy là đủ tu rồi, không cần phải học nhiều. Và kết quả nó có thể thấy được ngay trong cái ngày đầu mình thực tập, nếu mình đem hết cái tâm của mình vào đó. Thì cái bài này nó cũng coi như là một cái ví dụ của niệm thân. Khi mình nhìn vào cái thân mình, rồi mình thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp, và mình thấy rằng những cái gì đang biểu hiện là tất cả những cái gì đang có, và đi tìm một cái chủ thể ngoài cái đó không có nữa. Và đi tìm Phật cũng đi tìm theo cách này, mà đi tìm mình cũng phải đi tìm theo cách này. Và vì vậy cho nên những cái thuyết, những cái chú thuyết về linh hồn bất tử, hay là đại ngã, hay là tiểu ngã, hay là thiên đường, hay là địa ngục, đều có thể đưa tới những cái sợ hãi, những cái lo lắng, những cái bất an, những cái nghi vấn. Nhưng mà quán chiếu theo phương pháp của Bụt dạy để thấy được cái tự tính vô ngã của vạn pháp, mình chỉ cần nhớ tới gió thổi mưa rơi là mình biết. Đâu cần có một chủ thể nó thổi mà mình gọi nó là gió, đâu cần có một chủ thể để rơi mà mình gọi là mưa. Chính thổi là gió, chính rơi là mưa. Vì vậy cho nên trở về với cái hình hài của mình để thấy bó buộc, Pháp, Tăng, Niết Bàn, tất cả đều đang có mặt trong giây phút hiện tại. Nó mô nhiệm vô cùng.